Trời ơi, mùa dịch này hôm nay nghỉ thất nghiệp thế mà luôn. Bây giờ tới tiền nhà rồi nè, còn chưa có tiền đóng nữa. Cái gửi này nè, mình lấy ăn cũng được mấy ngày. Vui chứ, cũng đỡ tốn. Có gì ăn nấy, giờ có trao ăn trao, có gì ăn nấy. Đi làm công ty thì ra, mà bây giờ nó cũng hết việc làm rồi. Giờ là công ty cũng ngày làm ngày nghỉ, không có việc đều. Mà vui mừng, cảm ơn tất cả là đã giúp người dân chúng tôi là có gạo ăn nè, có khẩu trang này. Bây giờ khẩu trang mà mua nó cũng mắc lắm.